khách mua xe Havan H6 Hybrid trong tháng 5 được giảm giá trực tiếp 100 triệu đồng. Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị 49 đến 59 triệu đồng tùy nơi đăng ký. Động thái này của Havan được cho là để tăng cường sức cạnh tranh của các đối thủ trong cùng phân khúc. Cụ thể, Hyundai Tucson đã giảm giá từ 30 đến 50 triệu đồng, trong khi Ford Territory giảm 25 triệu đồng và Kia Sportage giảm từ 20 đến 30 triệu đồng. Havan H6 trình làng ở thị trường Việt Nam vào hồi tháng 8 năm 2023. Ban đầu, xe được bán với giá niêm yết 1,096 tỷ đồng. Đến tháng 1 năm 2024, giá niêm yết của xe được giảm xuống còn 986 triệu đồng. Havan H6 là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc crossover hạng C, được trang bị hệ truyền động hybrid. Mức tiêu thụ xăng trung bình của Havan H6 HEV là 5,5 lít trên 100 km, thấp nhất nhóm xe CUV cỡ C ở thời điểm hiện tại. Dù sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật nhưng giá bán cao, cùng yếu tố thương hiệu mới và những định kiến từ người tiêu dùng đối với sản phẩm Trung Quốc đã khiến H6 vẫn chật vật trong việc tìm kiếm doanh số. Ngoài việc giảm giá niêm yết xe, hãng cũng như đại lý liên tục tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn qua mỗi tháng nhằm tìm kiếm cơ hội đưa xe đến gần hơn với khách hàng Việt.